Bạn biết không, mỗi ngày Trang phải dậy thật sớm để dành khá nhiều thời gian cho việc che khuyết điểm làn da của mình. Liệu có cách nào rút ngắn được thời gian mà vẫn có được một làn da đẹp tự nhiên? Bạn thử nghĩ xem, Trang sẽ bật mí cho bạn nhé. Trong chiếc phong bì này chính là bí quyết của Trang. Đó là Nitipon. Nào hãy cùng Trang trải nghiệm và khám phá xem Nitipon có gì đặc biệt nhé. Nitipon là một chuỗi phòng khám điều trị và chăm sóc da công nghệ cao hàng đầu Thái Lan. Trong hơn 29 năm, Nitipon đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các khách hàng Thái Lan. Hiện nay, Nitipon đã chính thức có mặt ở Việt Nam. Tại đây, Trang đã được các bác sĩ tư vấn để tìm ra nguyên nhân khiến làn da bị thô ráp. Sau các bước kiểm tra thì Trang có được cho mình một liệu trình chăm sóc phù hợp với làn da. Ngay bây giờ, Trang sẽ thực hiện liệu trình cấp ẩm chuyên sâu. Liệu trình này bao gồm 5 bước. Bước đầu tiên, các chuyên viên sẽ làm sạch da để bỏ đi lớp bụi bẩn. Tiếp theo là tẩy tế bào chết, có tác dụng tái tạo làn da mới, ngăn ngừa các nốt mụn hình thành và phát triển. Sau đó là cung cấp vitamin E giúp giữ ẩm cho da. Kế đến là bổ sung AHA làm thông thoáng lỗ chân lông, hỗ trợ việc điều trị mụn. Và cuối cùng là cung cấp vitamin C làm sáng da. Ok, Trang vừa làm xong liệu trình facial ở tại Nitipon Clinic. Đây là da Trang hiện tại. Sau khi được sự chăm sóc tận tình của các chuyên viên, Trang cảm thấy thực sự được thư giãn, làn da đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Vậy là Trang đã kết thúc một ngày trải nghiệm với Nitipon, không còn lo ngại về làn da, không còn phải dậy sớm, mà vẫn tự tin với mặt mộc của mình. Vậy là Trang đã sẵn sàng cho Vietnam Next Top Model mùa thứ 9. Hãy đẹp theo cách riêng của bạn, Nitipon, bí quyết của Trang.